Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp tự nhiên giúp bạn trẻ trung được lâu hơn, da và tóc khỏe đẹp hơn và duy trì được cân nặng như mong muốn. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng căng thẳng và mệt mỏi với tóc bạc sớm, da đang trong tình trạng lão hóa sớm thì đây là một cái phương pháp có thể là điều mà bạn đang tìm kiếm để thay đổi cơ thể mình. Thức uống này hoàn toàn từ thiên nhiên và đặc biệt còn rất gần gũi với chúng ta. Bạn biết không, ai cũng mong cầu được sức khỏe mỗi ngày, nhưng vừa khỏe vừa đẹp thì sẽ thật là tuyệt vời đúng không nào? Và bạn chỉ cần một nguyên liệu rất đơn giản là có thể làm được thức uống này. Hãy xem video này đến hết và cùng khám phá với mình những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại các bạn nhé. Nguyên liệu duy nhất bạn cần chuẩn bị ở đây đó chính là đậu đen. Các bạn nên lựa chọn đậu đen xanh lòng thì sẽ tốt hơn. Bạn cần 100g cho công thức này. Bạn biết không, đậu đen được đánh giá cao vì hàm lượng protein và chất xơ rất là cao. Đậu đen còn chứa một số các loại vitamin và khoáng chất rất quan trọng, được biết đến là có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Để làm được trà đậu đen này thì các bạn sẽ cần thực hiện. Thứ nhất, đậu đen cần được lựa chọn kỹ, nên chọn những hạt mẩy không bị xẹp, mốc hay là sâu bệnh. Sau đó bạn hãy rửa sạch đậu đen để loại bỏ bụi bẩn nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một chiếc chảo và bắc lên bếp để làm nóng chảo. Sau đó thì bạn cho toàn bộ phần đậu đen đã chuẩn bị vào và rang lên. Đậu đen có chứa nhiều chất đạm, chất xơ, sắt, phốt pho, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm, góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc và tạo nên sức mạnh của xương khớp. Chính vì vậy mà tác dụng cần phải nói đến đầu tiên của đậu đen đó chính là làm cho xương khớp của chúng ta được chắc khỏe, khỏe mạnh. Và đậu đen được biết đến với những lợi ích rất tiềm ẩn mà lâu nay có thể ta đã lãng quên. Thực phẩm tốt cho sức khỏe này. Và các bạn rang đậu đen cho đến khi nào ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng và hạt đậu nổ tanh tách như thế này là được nhé. Trước hết bạn cần tìm hiểu vì sao mà tóc bạc sớm. Chủ yếu là do thiếu máu, thiếu vitamin làm giảm các sắc tố ở tóc. Trong khi đó đậu đen lại chứa nhiều vitamin như là B6, kẽm và các khoáng chất tạo ra protein trong tóc. Chính vì thế, đậu đen giúp nuôi dưỡng và tăng khả năng thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp đẩy lùi tình trạng tóc bạc sớm. Nếu như bạn có một cái chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng thì cũng dẫn đến tình trạng lão hóa sớm, khiến cho tóc của mình bị bạc trước tuổi. Vì vậy, để ngăn ngừa cũng như chữa trị tóc bạc sớm, trước hết bạn nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày đa dạng thực phẩm và đầy đủ dinh dưỡng các bạn nhé. Không những vậy, đậu đen còn giúp làm giảm huyết áp, do trong thành phần của đậu đen có chứa hàm lượng natri thấp giúp giảm huyết áp một cách rất tự nhiên. Đậu đen sau khi mà các bạn đã rang chín được như thế này rồi thì các bạn sẽ cho vào một cái nồi nhé. Tiếp đó thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 1 lít nước lọc. Sau khi mà các bạn chuẩn bị xong thì các bạn cho vào nồi và đun trong khoảng thời gian là 10 phút tính từ lúc nước sôi các bạn nhé. Nguyên liệu thứ ba bạn cần chuẩn bị ở đây đó là vài hạt muối hạt nhé. Muối hạt nó có tác dụng là một cái chất dẫn rất tuyệt vời giúp cho các dưỡng chất từ đậu đen đi vào cơ thể của chúng ta và được hấp thu một cách dễ dàng nhất. Đậu đen còn giúp quản lý bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những người mắc bệnh đái tháo đường type 1, type 2 do đó có thể cải thiện được lượng đường trong máu, lipid và mức insulin. Không những vậy, đậu đen còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Đậu đen có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglycerides ở trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn. Đậu đen là một trong những thực phẩm có khả năng chống ung thư vì chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào gây ung thư. Ngoài ra, đậu đen có chứa nhiều chất xơ nên có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư ruột kết hay còn gọi là ung thư ruột già.
Và trong đậu đen còn giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Nếu ai đang gặp phải tình trạng táo bón, khó tiêu thì đây là một thức uống rất lý tưởng, giúp cho bạn có một đường ruột khỏe mạnh. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh đậu đen là một thực phẩm rất giàu chất xơ, làm tăng cảm giác no sau khi ăn, giảm cảm giác thèm ăn, khiến cho bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Và nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng tiêu thụ thực phẩm như là đậu đen sẽ làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và các bệnh liên quan đến tim mạch. Và trong đậu đen có nguồn protein, chất xơ, cùng với đó là nhiều loại vitamin, khoáng chất và kẽm v.v. Theo nhiều nghiên cứu thì các chất chống oxy hóa của đậu đen cao hơn gấp 10 lần so với một số loại quả như là dâu tây, nho, mâm xôi, và điều này giúp da được bổ sung năng lượng, hạn chế nguy cơ chịu tác động xấu từ các cái yếu tố khác nhau. Bên cạnh đó, nước đậu đen còn cung cấp hơn 10 loại axit amin thiết yếu giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tổng hợp được collagen rất hiệu quả. Chính vì vậy mà trà đậu đen có tác dụng nuôi dưỡng một làn da mịn màng, căng bóng, sáng, giúp da được đều màu và cản trở sự hình thành của sắc tố melanin, ảnh hưởng không tốt đến da. Ngoài ra, trong đậu đen có chứa các chất lượng vi, hoạt chất isoflavone, góp phần cải thiện nội tiết tố nữ, thanh nhiệt, giải độc, nên giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài, giữ cho làn da của chúng ta được sạch mụn, sáng hồng và khỏe khoắn. Phần nước bạn có thể đổ vào bình thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống hàng ngày. Và nước đậu đen nổi trội với nguồn vitamin và khoáng chất rất dồi dào, trong đó phải kể đến đó là đồng. Đây là loại khoáng chất cung cấp một số enzyme thiết yếu bao gồm tyrosina, góp phần rất là quan trọng trong việc sản xuất melanin, sắc tố làm cho làn da và mái tóc của chúng ta được khỏe khoắn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng loại trà này nhé. Các bạn sẽ uống trà đậu đen trước bữa ăn 20 phút hay là uống sau khi tập thể dục, uống từ 2 đến 3 lần trên một ngày, mỗi lần là 400ml. Bạn có thể kết hợp uống cả trà đậu đen và uống nước, đồng thời đảm bảo phải uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước lọc mỗi một ngày. Và bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý, nhiều rau xanh, chất xơ, ít đạm động vật sẽ làm cho bạn khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Và điều quan trọng để có một sức khỏe tốt là bạn cần lắng nghe cơ thể của mình để sử dụng phù hợp với bản thân. Và quan trọng hơn hết, hãy giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái, thư thái, để mỗi ngày đều là một ngày thật tuyệt vời các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ đem tới bạn nhiều giá trị hữu ích. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.